đợi con dẫn em vô. Mời con. Nè, ga lăn lên, trời ơi, dẫn em vô. Rồi. Welcome, welcome. Trời ơi, tình quá kìa. Hai người lo tình tứ trong khi bởi con bỏ vô. Trời oh ơi. Oh my god. Em mời gia đình mình. You didn't have to wait for us. Con vô trước luôn. Muốn con phải đợi ba mẹ nha con. Ok, không sao. Dạ, hello gia đình mình ạ. Xin chào. Xin chào. Morning, morning. Morning, morning. Dạ. Xin chào. Đây, chị ơi, em bây giờ là anh ngữ for today là em rất là lành. Chị biết mà, chị biết giọng này là em lên rồi. Tiếng Anh nha em. Dạ, dạ. Yeah. It's hard to ride. A little bit, I have to be honest, because it's the first time I drive a motorbike. So, and especially this kind. Hiểu không em? Dạ, hiểu. Anh nói là rất là khó lái chị. Nên lần đầu anh lái luôn. Wow. Trời ơi chị, qua họ hỏi câu tiếng Anh về danh xã giao thôi, hết rồi chị. Miu ơi. Vâng ạ. Con kể chuyện, chú sẽ là người lực hình ảnh. Vâng ạ. Quy ơi, em là người dịch đi. Dạ ok. Rồi, 2, 3. Once upon a time there were two kids named Hansel and Gretel. They lived in a house deep in the forest. One day, their mother died so their father started marrying the stepmother, which was very mean to the kids. À, ngày xưa ở một vùng đất là có hai đứa trẻ nhìn vô một cái khung cửa sổ và thấy một người đàn ông đang buồn. Kế bên ổng là một bé cười rồi. Người đàn ông đang buồn và mẹ người đàn ông này nói gì đó. One day the stepmother forced Hansel and Gretel to go find food in the woods. On their way they were so hungry they saw a candy house. Và họ thấy một cái căn nhà làm bằng kẹo và họ quyết định đi vô căn nhà làm bằng kẹo. Yeah. Gretel and Hansel started eating some food until a witch said, "Hey, why are you eating my candy house?" Hansel and Gretel were so sad, they said, "We are so sorry, we were just too hungry." The witch said, "Come in, I have plenty of food." Em dịch được, để em câu này, để em. Ba phù thủy nói, ha 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 ha. Trong bốn vị huấn luyện viên kia ai giống cái này? Không ai ạ. Vì là một, mỗi một phù thủy phải dài. Hai, phù thủy phải đeo một cái mũ rất là độc ác. Với cả ba, phù thủy phải có một cái chổi nó có thể bay lên trên trời. Rõ ràng. Yeah. Giờ tiếp con. The witch locked Hansel inside a dungeon and forced Gretel to be the witch's servant. Đứa bé thấy chị Năng Bình dễ thương quá nên vô nhà của bé Bình chơi. When the witch was getting ready to cook Hansel, Gretel pushed the witch inside the oven. Puff! She was gone. Và đứa bé nhận ra Bình không tốt như là mấy bé nghĩ nên đẩy Bình ra ngoài đường. Hansel and Gretel got home and they got lots of food and they lived happily ever after. The end. Và hai bé quay trở về với lại chú Huy. Ủa hết rồi con. Ủa chị có chuyện gì dịch này không đúng hả? Chết đi. Mời con gái ra đây. Dễ thương như một cục bông gòn vậy đó. Sawadika, very very beautiful nè. Con gái, bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô, mấy chú nghe nha. Hello Miss Sam, hello Miss Lan Ngọc, Mr. Trấn Thành, Mr. Ngô Kiến Huy, Mr. ST. My name is Bella, I'm 7 years old. I like singing, dancing and drawing. I like going pagoda and I like swimming. I like watching Family Pencil and Ngoài tặng cuộc sống. Especially I can study English computer and I can use computer very well. My favorite food is rice with tofu, sausage and orange juice. I'm very happy to be in the show. Little but special. Everybody please and vote for me. Cảm ơn. Ai rất là cảm ơn. Bây giờ chúng ta hãy mời chú Ngô Kiến Huy dịch lại nào.
con tên là bé ưng Bella. Nghệ danh đi hát của con là Bella. Trong cuộc sống dạ của con không phải. Tiếng Anh con, tên tiếng Anh của con là Bella sẵn vậy luôn. Rồi, cháu thích gì nè, cháu thích gì nè? You like swimming, right? Yeah, and I like singing, dancing and drawing. Vẽ. And you go one two. Dịch lại chứ không phải là nói tiếng Anh. Vẽ nè, bơi nè, hát nhảy nè, nhảy nè, múa nè. Rồi con có thích đi chùa đúng không? Dạ. Đó. Wow. Thấy chưa? Ok. Nhưng mà em rất là bất ngờ với lại khả năng dịch tiếng Anh của anh Huy năm nay. Yeah. You know, yes, I spent one year to learn English. Thưa quý vị, sao cái nỗi nhục của năm ngoái? Tu hợt là tu hợt in my heart. Hiểu gì sanh ngữ? Yeah. Em trai tôi đã tu bổ một năm trời học tiếng Anh bên Thái Lan. Madam, one year. Bên Thái Lan. And I feel that I'm very professional to speak English. Hey. Yeah. Và con học hát bao lâu rồi? Dạ con học hát lúc 3 tuổi hơn. 3 tuổi hơn? Mà năm nay là con... con 7 tuổi. Ồ, vậy là con học được hơn 3 năm rồi. Dạ. Con học ở nhà hay là... Con học ở nhà thiếu nhi. Bạn gái ơi, trong cái clip với con quánh đờn là con đờn thiệt á? Dạ, con đờn thiệt. Con biết đờn đàn tranh luôn. Giỏi vậy. Con biết đờn đàn piano và đàn guitar. Ồ, vậy thì mấy cái đó là ai dạy cho con? Dạ, con cũng học nhà thiếu nhi luôn. Trời, cái nhà thiếu nhi nào mà nó hay vậy con? Là con đúng thích rồi. Con xin ba mẹ đăng ký đi học hả? Dạ, con thích rồi con xin ba mẹ cho con đăng ký đi học. Các bé rất là chủ động trong chủ cái việc động. Thích học. Nói cho ba mẹ cái sở thích và ước mơ của mình để mà cha mẹ đưa con đi học. Anh rất là thích cái điều đó luôn. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến một cái giai đoạn là thuyết phục bé về với đội của mình. Nói chứ, chú viết vẽ, chú viết vẽ nè. Ban tổ chức ơi, hãy cho một tờ giấy, một cây viết cho Ngô Kiến Huy. Chú biết hát luôn, chú biết kể chuyện bé nghe nữa, chú biết làm thơ luôn. Chú còn 7 tuổi rồi, chú còn không có làm bài nè chú. Kiếm lời lại nè. Mà con á, đặc biệt một điều là con muốn nói tiếng Anh là phải đến với những người giỏi. Chứ còn bên kia người ta mới đi tu thiền thôi. Chú sẽ không nói tiếng thôi. Việt. Excuse me. Excuse me. How old are you? I want you go to my team. Một bên là phát âm theo American. Còn một bên là phát âm theo Thái Lan. Chọn con tim hay là gà lý chuyên. Bây giờ con đi về đợi nào là con về đợi của người đó. Ok, quay lưng lại. Rồi, quay lưng lại. Ôi. Không phải bấu máy. This time is over. Are you know this is my first member in my team. So please turn your phone na. Open website na. Chú cho con nói gắn gọn. Everybody please this and vote for me. Con thấy con sai lầm chưa? Kêu có một câu bình chọn nói mà không sao.